Rất là đơn giản, nhanh gọn lẹ, là cái nồi bắp này đã chín mềm được gì nè các bạn. Chào các bạn nha. Hôm nay mình chia sẻ với các bạn một cách nấu bắp nhanh mềm và để qua hôm sau vẫn mềm ngon, không bị cứng trở lại. Ở đây thì mình mới đặt mua được bắp này là người ta mới chở trong vườn ra bán ha. Thì bắp các bạn chọn mua càng tươi thì nó càng ngọt càng ngon ha. Chọn cái vỏ bên ngoài nó còn xanh, nó không bị quá vàng. Nếu vàng là bắp bên trong nó bị cứng, nó giảm chất ngọt. Bắp thì mình sẽ không lột vỏ, mình cắt bớt cho nó gọn vậy thôi. Lột bỏ những cái vỏ bên ngoài cho nó bớt bụi bẩn, xong rồi mình sẽ đi rửa sơ trở lại mình hãy nấu. Cái cách này là mình được một chị bán bắp bật mí, thì mình chia sẻ chi tiết lại để các bạn tham khảo. Bắp mới thì nó ngọt nó ngon, nhưng mà cách này là mình chia sẻ cho bắp của mình nó sẽ nhanh mềm theo cách bình thường cho muối, thì qua hôm sau á bắp nó nguội lại thì nó dễ bị cứng trở lại lắm. Mình cho muối vào trong cái thau nước hòa đều ra cho bắp, và mình rửa sơ trở lại. Mình rửa cái cách này thì bắp nó sẽ được sạch hơn. Rửa qua nước muối xong rồi thì mình cho bắp vào trong một cái nồi và một cái chảo. Bây giờ mình đè xuống thì các bạn thấy là bắp nó nằm dưới mặt nước hết trơn rồi ha. Để cho bắp có vị vừa ăn hơn thì mình sẽ cho vào đây một ít muối. Muối thì tùy các bạn thích mặn nhạt như thế nào, có thể tăng hoặc giảm cái lượng muối tùy theo khẩu vị của gia đình của mình. Bắp này nó đã ngọt rồi nhưng mà muốn có vị ngọt đậm hơn thì mình cho vào đây một tí xíu đường vàng để cho bắp nó được nhanh mềm, đó là từ cái bột baking soda này nha. Thì hôm rồi nhiều bạn hỏi mình cái bột này mua ở đâu, riêng mình đó là mình mua cái bột baking soda này là ở trong Big Boss xanh. Đây người ta có hướng dẫn sử dụng cho mình, đây là mình có thể làm bánh để cho nó nổi nó xốp, cái liều lượng cũng có trong này luôn, thì cái gì cũng vậy hết, hay là đường muối gì các bạn lạm dụng thì cũng không tốt. Cái bột này thì cũng vậy ha, mình làm đúng theo cái hướng dẫn sử dụng là được. Rồi bây giờ mình sẽ cho một ít vào, mình cho vào khoảng một ít như thế này. Đây là mình được một chỉ bán bắp bật mí, thì đây là một cái mẹo nhỏ để nấu bắp cho nó mềm hơn, thì anh chị và các bạn nấu nhiều. Còn nếu các bạn nấu cho gia đình dùng, có thời gian nấu lâu thì nó cũng mềm, mà các bạn không cho cái bột này cũng được. Nãy giờ mình đã luộc bắp được 35 phút tính từ nước sôi nha các bạn. Bây giờ dở ra xem bắp chín chưa nha. Kiểm tra thì mình thử mình đè vô. Ồ, bắp bây giờ mềm lắm rồi các bạn. Cái hạt bắp bây giờ nó trong trong veo luôn ha. Cái nước thì các bạn thấy nó hơi vàng, cái vỏ bắp bên ngoài nó cũng hơi vàng, nhưng mà cái hạt bắp bên trong là nó trắng nha, nó không có bị vàng cái hạt bắp. Nếu các bạn nấu nhiều hơn thì các bạn nấu có thời gian lâu hơn nữa, còn ở đây thì mình nấu gì thấy là chín rồi đó, bắp trong và mềm gì là được rồi. Bây giờ thì mình sẽ tắt lửa. Lúc này các bạn thấy cái nước nó trong veo à, nhưng mà nó hơi vàng tí xíu, nhưng mà cái hột bắp nó không bị vàng nha. Bây giờ là mình có thể ăn liền được rồi đó các bạn, vì nó đã chín nó mềm rồi. Nhưng mà riêng mình thì thích bắp nó mềm hơn nữa, nên mình sẽ tắt lửa và đậy hùm lại, đợi đây cho bắp nó nguội, khi đó thì cái hạt bắp nó sẽ no nướng và nó mềm hơn, nó càng ngon hơn nữa nha. Bắp nãy giờ nó cũng nguội còn hơi ấm ấm các bạn ơi, bây giờ gỡ ra đó. Quá ngon luôn ha, bắp mềm lắm. Cách này mình để qua hôm sau bắp vẫn mềm ngon, không có bị cứng trở lại đâu.
Rất là đơn giản, nhanh gọn lẹ, là cái nồi bắp này đã chín mềm được gì nè các bạn. Mình luộc bắp mà nó để nguyên lá gì nè, với mình cho thêm một tí xíu đường phèn thì bắp nó sẽ được ngọt và thơm rất là nhiều. Và cách này thì bắp nó sẽ nhanh mềm, để qua đêm thì không bị cứng. Như mình đã nói, các bạn thích cách nào thì các bạn làm cách đó. Mình chỉ chia sẻ các bạn tham khảo thêm để cách luộc bắp nhanh mềm thôi ha. Rồi chúc các bạn ngon miệng với món bắp luộc nha.